cho các bạn. Các bạn đang ngắm bộ ấm chén men vân đá có màu xanh ghi, dung tích ấm là 500ml. Đây là bộ ấm chén kèm phụ kiện là hũ chè, gạt tàn và hũ tăm, một sản phẩm mới ra của Sườn Gốm. Giàng ấm khá là đẹp, giàng ấm kiểu cung đình, và các bạn có thể nhìn thấy rõ cái phần gờ ở trên vòi ấm. Nắp ấm có họa tiết và kẻ chỉ màu nâu, viền nâu. Tay cầm thì dáng phượng. Xinh xắn. Lỗ lọc là 12 lỗ cũng sẽ không gây lọt lá trà. Dòng chén sứ thì khá phù hợp với chè xanh Thái Nguyên. Chúng ta sẽ cùng xem chén. Chén kẻ chỉ nâu ở trên miệng chén. Dung tích chén là 50ml. Ở trên đây cũng có hoa, họa tiết hoa. Chúng ta có thể sờ thấy được cái phần nhị hoa này. Cả cái hàng sản phẩm ấm chén mà thủ công thế này khá là đẹp và phù hợp để chúng ta tặng quà tân gia, quà tặng thầy cô, hoặc là quà tặng cho các trường hợp đặc biệt. Giá cả cũng không quá cao. Chúng ta sẽ xem phần gạt tàn. Đây là hũ đựng chè. Hũ đựng chè này có dáng bầu tròn, khoe lắc. Ở đây còn có một dáng hũ đựng chè nữa là dáng hũ hình trụ. Chúng ta sẽ xoáy, đây là phần xoáy, và chúng ta sẽ để chè trong này sẽ bảo quản chè được tốt hơn. Ống tăm. Phần mặt bên này của ấm cũng có phần họa tiết trang trí. Bộ ấm chè rất là xinh xắn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mời bạn ghé fan tiếp bên mình để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và được tư vấn cụ thể.